Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản nỗ lực tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Chuyển đổi số để thu hẹp khoảng cách nông thôn và thành thị. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 9 tháng 4, tại khu du lịch biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Thanh Hóa, Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức giải Việt dã Báo Thanh Hóa chạy vì sức khỏe cộng đồng lần thứ 27 năm 2023. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự lễ khai mạc và trao giải. Đây là sự kiện thể thao chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023, 77 năm ngày thành lập ngành thể dục thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2023 và 61 năm ngày báo Thanh Hóa xuất bản số đầu tiên 20 tháng 3 năm 1962, 20 tháng 3 năm 2023. Mở đầu là phần chạy tập thể, chạy vì sức khỏe cộng đồng, với sự tham gia của các đại biểu cùng 500 học sinh, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, qua đó tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tiếp theo, tại hai nội dung chạy 3.000m nữ và 5.000m nam, có sự tham gia của 200 vận động viên thuộc 25 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, cùng hai đơn vị là Công an tỉnh và Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. Do có sự tuyển chọn kỹ từ giải Việt dã cấp cơ sở, nên các cuộc tranh tài ở cự ly 3.000m nữ và 5.000m nam đã diễn ra sôi nổi và hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao. Kết thúc các cuộc tranh tài, bên cạnh các giải thưởng cá nhân, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho huyện Thọ Xuân, xếp thứ nhì là thị xã Nghi Sơn và xếp thứ ba là huyện Thạch Thành. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao cờ thi đua xuất sắc cho 10 đơn vị tổ chức tốt phong trào Việt dã cấp cơ sở. Cũng trong sáng nay, ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Hậu Lộc phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với thông điệp chung tay vì sức khỏe cộng đồng. Với thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023 của huyện Hậu Lộc đã thu hút gần 1.300 tình nguyện viên tham gia, gồm cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Dưới sự giúp đỡ của các tình nguyện viên, công tác hiến máu diễn ra đúng quy trình, đảm bảo an toàn. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã thu được hơn 800 đơn vị máu, cung cấp kịp thời nguồn máu, góp phần chia sẻ khó khăn, đem lại sự sống cho nhiều bệnh nhân, hỗ trợ hiệu quả công tác điều trị ở các cơ sở y tế trong tỉnh, đóng góp đáng kể cho sự phát triển sâu rộng của phong trào hiến máu nhân đạo. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương rà soát, nắm bắt tình hình và kịp thời tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, biến động về giá, nguồn cung vật liệu xây dựng trên địa bàn. Các doanh nghiệp xây dựng kỳ vọng các giải pháp được triển khai sẽ là động lực quan trọng để doanh nghiệp vượt khó, phục hồi hoạt động. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, từ đầu tháng 4 đến nay, Sở Xây dựng đã chủ trì phối hợp với các địa phương tổ chức các đoàn khảo sát, đánh giá tình hình cung ứng, giá cả vật liệu xây dựng tại các dự án đang triển khai. Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, hiện nay Sở Tài chính đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung một số loại vật liệu xây dựng như đất, cát, đá là hàng hóa đặc thù phải thực hiện kê khai giá theo quy định của luật giá. Khi đó, các chủ mỏ phải kê khai, cung cấp giá bán tại mỏ làm cơ sở để liên Sở Xây dựng Tài chính công bố giá vật liệu xây dựng sát thực tế. Tại hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng đã cam kết sớm triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về nguồn cung và giá cả vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi cũng sẽ thống nhất là sẽ có một cái hội nghị bàn sâu hơn nữa về vấn đề này. Và tôi hứa với các ông chí là chắc chắn là phải càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ bàn sớm trong nửa đầu tháng 4. Thế còn tới đây thì chúng tôi tiếp tục đề nghị là sẽ có cái quy hoạch mở rộng, đánh giá lại trữ lượng các mỏ. Nếu mà nó chưa đúng thì là phải đánh giá lại cho đúng. Rồi công khai cái giá lên và là chuyển cái giá của từng mỏ về cho mấy cái địa chỉ để cho các cơ quan công an và các cơ quan theo dõi để cũng bán phải đúng giá niêm yết. Sai là xử. Sai là tăng cường cái mở rộng cái mỏ ra nữa. Trữ lượng mà không còn đấu tiếp, cấp tiếp đối với những mỏ mà có điều kiện được cấp. Thực tế, từ năm 2001 đến nay, các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tục phải đối diện với những khó khăn do dịch bệnh COVID-19, tác động của tăng giá nguyên nhiên vật liệu và sự thiếu hụt nguồn cung.
Trong lúc này, những cam kết đồng hành của tỉnh trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn về vật liệu xây dựng sẽ là động lực giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức, từng bước phục hồi và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Bằng nỗ lực đổi mới, đa dạng sản phẩm, linh hoạt tìm kiếm thị trường, nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã ký kết được các đơn hàng đảm bảo ổn định sản xuất và tăng trưởng trong năm 2023. Quý 1 năm 2023, chỉ số sản xuất ngành chế biến gỗ và lâm sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tăng hơn 36,1% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, tình hình đơn hàng, thị trường tiêu thụ gỗ và các sản phẩm từ gỗ đã bắt đầu khởi sắc cả ở thị trường nội địa và xuất khẩu, đặc biệt là một số thị trường truyền thống chủ lực như Mỹ, EU. Để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, nhiều đơn vị doanh nghiệp tập trung đa dạng hóa sản phẩm, đầu tư công nghệ để chuyển hướng sản xuất thêm một số mặt hàng mới như làm ván ép phủ phin, viên nén gỗ để làm chất đốt. Đồng thời tiết giảm chi phí hoạt động, giảm giá thành và ký kết các đơn hàng nhỏ để duy trì ổn định sản xuất. Trong năm nay thì cái thị trường tiêu thụ nó cũng là rất là khó khăn. Nhưng mà công ty vẫn là mở ra rất nhiều các cái nguồn hàng mới như là ván bóc, ván sấy rồi là ép. Và cùng với đó thì chúng tôi cũng đã tập trung đẩy mạnh tìm kiếm nhiều cái thị trường, hạ giá thành một chút để tiếp cận với thị trường. Năm 2023, ngành gỗ kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng từ 7 đến 9% so với năm 2022, tương đương đạt giá trị 18 tỷ đô la Mỹ trở lên. Nhiều dự báo cũng cho thấy vào giữa năm nay, cùng với triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu thì sản xuất gỗ sẽ ổn định trở lại. Trong lúc này, các doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản cần theo dõi sát diễn biến thị trường để đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa, tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Hiện nay, chuyển đổi số đã hiện diện trong mọi công việc và hoạt động đời sống, từ thành thị tới nông thôn, từ chính quyền tới người dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện sẽ là giải pháp quan trọng để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ, đời sống giữa nông thôn và thành thị, ghi nhận tại huyện Thọ Xuân. Nhận thức được sức mạnh của công nghệ số trong việc xóa nhòa khoảng cách địa lý giữa các khu vực thị trường, những năm qua, cấp ủy chính quyền huyện Thọ Xuân đã tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động sử dụng các nền tảng số, tích cực quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP qua các trang mạng xã hội hay trang thương mại điện tử, để sản phẩm đến với đông đảo khách hàng. Được chứng nhận cái sản phẩm OCOP thì mình bán ở trên mạng với trên Facebook với Zalo thì bán rộng rãi, nói chung là toàn trong nước. Năm 2023, huyện Thọ Xuân lựa chọn 8 xã để thực hiện chuyển đổi số, nhiều hơn 2 xã so với chỉ tiêu tỉnh giao. Các xã đang nỗ lực xây dựng chính quyền số, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, sử dụng công nghệ, các phần mềm dùng trong công việc cho đội ngũ cán bộ công chức, giúp tiết kiệm thời gian xử lý công việc và phục vụ người dân hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, các xã phối hợp cùng với các nhà mạng viễn thông, phủ sóng di động và Internet đến khắp các thôn xóm. Các tổ công nghệ số cộng đồng tích cực hướng dẫn người dân tiếp cận thông tin trên môi trường mạng, cài đặt các phần mềm, ứng dụng để ngồi ngay tại nhà cũng có thể sử dụng được các dịch vụ cần thiết. Chuyển đổi số vừa là giải pháp vừa là cơ hội để cấp ủy chính quyền và người dân nông thôn tạo ra những thay đổi đột phá về chất lượng giải quyết công việc, phát triển kinh tế và cuộc sống mà không còn phụ thuộc quá nhiều về khoảng cách địa lý. Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành lao động thương binh và xã hội, trong đó gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp được coi là giải pháp đột phá. Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã hợp tác tốt với doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và giúp học viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Mỗi năm, trường cao đẳng nghề số 4 kết hợp với hàng trăm công ty để đưa học sinh đến thực tập và làm việc. Tại đây, sinh viên được đào tạo thực tế về chuyên môn, nắm bắt quy trình làm việc tại công ty cũng như những kỹ năng mềm cần thiết cho công việc. Nhờ đó, có hơn 95% số học viên tại đây tìm được việc làm ngay sau khi ra trường và có thu nhập ổn định. Đây cũng là giải pháp mà nhiều trường đào tạo nghề trong tỉnh đang thực hiện để vừa nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút học viên, vừa đảm bảo đầu ra cho các em. Đơn vị thì sẽ tiếp nhận các cái học viên đã và đang đào tạo ở tại trường sang bên công ty chúng tôi là làm việc, vừa là thực tập tay nghề, vừa là tạo điều kiện để các em nâng cao tay nghề. Theo thống kê từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo trình độ cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh đạt 90-95%, trình độ trung cấp đạt 85-90%, trình độ sơ cấp đạt 75%. Việc liên kết giữa nhà trường doanh nghiệp đã mang lại lợi ích kép cho cả hai bên. Nhà trường giải quyết được vấn đề thiếu hụt trang thiết bị hiện đại, giúp người học tiếp cận với công nghệ sản xuất tiên tiến, còn doanh nghiệp tiết giảm được chi phí đào tạo lại,
có nguồn lao động vững tay nghề, đáp ứng được yêu cầu công việc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cuối ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.